Chiều ngày 12 tháng 5, thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ trao tặng 100.000 khẩu trang vải kháng khuẩn, 50.000 khẩu trang y tế cho thành phố Moscow Liên bang Nga, 50.000 khẩu trang cho đại sứ quán Việt Nam tại Nga và cộng đồng người Việt Nam tại Nga. Thay mặt chính quyền và nhân dân thành phố Moscow, Đại sứ Konstantin Vnukov bày tỏ xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành trước món quà đầy ý nghĩa của Đảng Bộ, Chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội dành cho chính quyền và nhân dân thành phố Moscow trong bối cảnh phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Nga hiện nay. Một lần nữa khẳng định, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước từng tương trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn.